cách đây gần một năm tôi leo lên thác Quả Tim trong một trận mưa bão kỷ lục. Mọi người ơi, phê phượt đây rồi. Mobile Home and Camping chúng tôi đã lên đến thác tình yêu. Rồi, quay về đây. Tôi và anh Tuấn, mọi người thấy không? Rất nhiều người thiếu ý thức. Một cái thác cao như này leo đến đây xong lại vứt rác. Bây giờ tôi và anh Tuấn sẽ cùng nhau dọn rác nhá. Hôm nay mưa gió vất vả quá. Mọi người ơi, trời mưa, trời gió, bão rồi. Đây là thác tình yêu. Có quả tim nữa kìa, mọi người thấy quả tim không? Và trên đỉnh của quả tim ấy, có một cái cây mọc thẳng vào, đâm vào quả tim như thế này này. Đây là thác tình yêu nhá, rời mưa gió, bão cây đổ này, hỏng hết rồi. Nhưng mà chúng ta phải chinh phục nó. Chúng tôi đã về đây rồi, phê phượt muôn ơn. Yeah, hạnh phúc vô cùng. Yêu tất cả các bạn. Kinh khủng luôn, suýt chết. Thì hôm nay là chúng tôi lại quay lại đây, leo lại thác Quả Tim. Phê phượt. Phượt là phê đi là mê. Chúng tôi không có phá hại gì hết. Tại vì mái nhà bằng gỗ chúng tôi lấy thang viết ở đây thôi, để cho anh em đội phê phượt lên tiếp tục để ý nhé. Giữ gìn môi trường sạch sẽ, rất là sạch, ngăn nắp. Bây giờ ra quay thác đẹp hơn rất nhiều. Đây, mọi người thác Quả Tim nó rõ luôn. Hai vòng quay chọn vào giữa này, có một cái cây như là một cái lao đâm vào giữa luôn. Viên đá cũng rất giống Quả Tim luôn. Cái khe nước nó ôm sát vào. Lần này là một kỷ niệm rất đáng yêu hơn. Thác Quả Tim nó không mưa bão như lần trước nữa. Thác rất là đẹp. Một cái cây đâm vào chính giữa. Viên đá thiên nhiên tan tạo, hai khe nước tạo ra hai bên. Ước mơ được vào sát chân Quả Tim. Nó còn thấy cả bảy sắc cầu vồng luôn. Ui. Đấy. Và đây mình thấy là cây này là không phải là cây cô đơn đâu, mà là cây này là cây xuyên tim. Thác trái tim là tuyệt vời này. Anh em mà lên đây vào mùa hè thì lưu ý tránh mưa ra thì nước rất là mạnh. Nhưng nhiều khi Quả Tim nó không được rõ lắm đâu. Nhưng mùa đông này thì Quả Tim rất là đẹp luôn. Rất là đá luôn. Wow, nước mạnh quá. Mạnh lắm. Lúc quá. Thác Trái Tim ơi là thác Trái Tim. Cái phần trước ấy, khi mà quay tập phim cuối hồ ấy, thì anh em dựng phim nó cắt mất cái thác này. Đây là bọn tôi phải quay bổ sung lại. Thác là thác tình yêu nhá. Khi mà các bạn leo được lên thác Trái Tim thì các bạn đi bộ đường đường đi xuống khoảng 600-700 mét thì các bạn sẽ thấy cái thác tình yêu này. Nên các bạn nhớ là đi lên một đường và đi xuống ấy, thì các bạn đi qua tay phải đứng từ thác Trái Tim đi xuống, các bạn thấy được thác tình yêu. Và thác tình yêu ấy thì cái mùa mưa bão to như mà tôi đi thì nước nó chỉ to hơn này chút xíu thôi, nhưng mà không giống như một cái dải tóc ấy, của người con gái ra cái thành đá này. Nhưng mà mỗi tội là người con gái này là thì chắc cũng biết là thất tình hay thành tình, nhưng mà nó bị bạc, gọi là dải tóc bạc thác tình yêu. Dòng nước rất là hiền hòa, dễ chịu. Nước mát lạnh buốt luôn, lạnh buốt tâm hồn.
quá đã. Lên đây mà mùa hè mà bơi ở đây thì đúng là về nó là không yêu mới là lạ luôn. Sướng quá. Hôm nay tôi thành giai bản rồi nhá. Anh em mà lên trên bản thì người ta cho ăn rau dớn ấy, thì anh em cứ hiểu luôn nó đây này. Nó chính là rau dương xỉ đấy. Rau dớn này trộn ăn với cả lạc thành gọi là nộm rau dớn nhá. Cứ nhặt ở trong rừng về ăn thôi. Đây là sân đá bóng của các bạn trẻ ở trong xã, trong bản Xin Suối Hồ nhá. Buổi chiều các bạn tập trung đây đá bóng, rất là văn minh luôn. Bà con trên này sinh hoạt rất là lành mạnh, không thuốc lá, không rượu bia, đám cưới cũng không có rượu bia thuốc lá gì hết. Và thể thao thì rất là tích cực, gìn giữ bảo vệ môi trường rất là tốt. Đây là bảng xin vui lòng không xả rác của Phê Phượt. Đấy, tại đường chính đi vào chợ. Đây là các em bé ở trong bản nhá. Đây là buổi chiều lúc 5:20 ở quanh bản đây. Đây là các bạn chơi cái con quay của người dân tộc Mông. Đấy, con quay rất là to luôn. Đấy, rồi. À. Úi giời, đập con kia chết mất rồi. Bây giờ con phải thả cho nó quay thôi, con thả cho nó quay thôi, con đừng đập nó nữa. Ba đứa thả cho nó quay thôi nhá. Đấy, vung dây cho nó quay một cái thôi. Đấy. Nào, đấy, thả cho nó quay vào giữa. Nào. Rồi, nào. Thôi cho nó quay thôi, đừng đập nó chết. Đấy, nó quay này. Đấy, 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 cho quay đấy. Đấy. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn yêu motorhome, yêu các cái dòng xe độ thành nhà di động, một cái điểm mà chỉ duy nhất thôi, nó chill cực kỳ luôn. Và các bạn kem ở trên này thì nó là số 1 Việt Nam ở ngay trên bản đó. Các bạn sẽ nhìn quanh này, xung quanh là những cái đỉnh núi rất là cao, cái sông tít trong kia là thác Trái Tim ở sâu trong đó. Còn đây là cả một cái sân gọi là sân hợp tác xã, có rất nhiều các cái chỗ ngồi để các bạn ngồi view và ngồi chill. Thế còn đây là cái nhà sàn chung to này. Khi các bạn lên đoàn đông các bạn có thể thuê cái nhà này để các bạn ở nhá. Cái sân thì rất là rộng. Các bạn đốt lửa trại thoải mái. Các bạn tổ chức xe đậu này, cắm trại, đốt lửa này. Thế mà một điều đặc biệt là bây giờ các bạn sẽ quay một vòng sang phía đằng này thì các bạn thấy được là mặt trời lặn, cảnh sunset ở trên cái điểm cao này nó sẽ như thế nào. Khi các bạn xem cái tập các tập tiếp theo của Xin Suối Hồ nhé, thì lần này sẽ làm Xin Suối Hồ theo một cách khác nữa. Phía ngay đằng sau lưng là mặt trời đang lặn. Bây giờ là khoảng 5:30, gần 6 giờ thì nếu mà đúng 6:10 thì tầm đó là mặt trời sẽ hết rồi. Thế là nếu mà các bạn ra đây để ngắm mặt trời lặn ấy, thì các bạn phải chọn căn giờ thật là chuẩn. Có thể các bạn nên đi từ Hà Nội khoảng 8 tiếng thì các bạn lên đến đây rồi. Cho nên là các bạn đi tầm 8 giờ kém ở Hà Nội, ăn trưa một tiếng và các bạn chạy thẳng lên bản thì các bạn sẽ kịp để đón được mặt trời. Đây là một cái điểm rất là lý tưởng, vô cùng tươi đẹp. Và khuyên các bạn là các bạn lên bản thì các bạn nên ở ít thì cũng phải 2 đêm, còn nếu không thì các bạn nên ở tận 3 đêm, thư giãn và tuyệt vời lắm. Đấy, bỏ mũ ra là thành người của bản thôi. Bây giờ mới chia sẻ cho anh em ở trên này nhá. Lần này bọn tôi lên đây bằng một chiếc bán tải. Chiếc xe này thì rất là quen thuộc với cả các bạn rồi. Bọn tôi ra luôn cái hệ lều 270. Và đến buổi tối ấy, thì bọn tôi sẽ hạ các cái quay xung quanh của nó lại để nó tạo thành không kín.
như ở phía trên kia mọi người thấy không? Nó là cả một cái nhà để chúng ta sinh hoạt và ở trên đó. Và sắp buổi tối rồi. Cái chỗ này này là chỗ mà để cái xe máy cào cào đấy. Đây. Đây, bên trong đây lên trên nhà thoải mái nhá. Lát mà tôi ngày mai sẽ quay cho các bạn là cả cái nóc nhà buổi sáng ở trên nhà ngủ thoải mái nó sẽ như thế nào. Thế và đây là một cái nhà chứ không còn là một chiếc bán tải nữa. Chiếc nhà này có thể cơ động trên mọi địa bàn, đặc biệt là cái lều nóc định vị ở trên xe ấy, nó có cái không gian ngủ lên đến 2m4 và chiều ngang 1m45. Trên các bạn 3 người, 4 người ngủ thoải mái luôn. Ở trong đó có cả nhà vệ sinh, bếp, núc hết các kiểu rồi. Thì buổi tối chúng tôi sẽ review thêm. Các bạn cùng xem bếp núc đây. Đây, bếp đây. Đấy. Đây, các bạn nấu nướng thoải mái luôn. Bật ga với bếp nấu như bình thường. Mọi người thấy rồi nhé. Dây ống dẫn ga rất là dễ. Và bữa tối có thể nấu rất là nhanh gọn thôi. Một chiếc bán tải này thì bên này là nhà vệ sinh này. Đây là cái lấy chất thải giống như là ở trên chiếc motorhome T-Lớp. Đây là với cái phương tiện này thì đâu cũng là nhà tiếp. Và đặc biệt nó leo núi vùng Tây Bắc rất là giỏi luôn. Cho nên các bạn yên tâm chơi nhá. Chơi bét nhè luôn thôi. Bây giờ là 6 giờ đúng. Lại một cái góc nhìn khác để đón cảnh sunset mặt trời lặn ở trên bản Xin Suối Hồ. Lúc nãy là ở cái khu vực sân chung của hợp tác xã mà có thể có hàng chục xe kem được. Bây giờ lại là ở sân của một cái quán cà phê mà trên cả bản này chỉ có một quán cà phê này thôi. Quán tên là gì nhỉ em nhỉ, anh đã quên rồi. À, quán Bình Yên, cà phê Bình Yên, Casa nhé, của một bạn rất là dễ thương. Thế và chúng ta sẽ nhìn lại nhé, Casa theo tiếng Mông đấy, còn nghĩa tiếng Việt là Bình Yên. Mặt trời đang lặn nhỉ, hôm nay chúng tôi quyết định phải quay cho bằng được cảnh mặt trời đang lặn xuống. Anh em chịu khó cùng xem nhé. Đấy, bắt đầu là xuống dần này, xuống dần này. Chúng ta sẽ cùng phải bắt bằng được. Chúng ta có thể đếm được luôn đấy. Theo tôi dự liệu chỉ khoảng 2 đến 3 phút nữa là cùng là mặt trời sẽ lặn hẳn xuống. Tất nhiên mặt trời ở đây bây giờ nó còn rất là nhỏ bởi vì nó đã xuống rồi. Sắp sửa người ta gọi là mặt trời khuất núi. Đó, xuống nhanh không? Tí một, tí một. Tí một, tí một. Đó. Rồi, xuống kìa, mọi người nhìn thấy rất là rõ. Xuống tiếp. Xuống tiếp. Wow, wow. Wow. Đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mọi người thấy đẹp không? 16, 17, 18, ôi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mắt thường thì các bạn đã thấy là còn một chút thôi, nhưng mà qua ống kính thì khả năng là đã không thấy rồi. 28, 29, 30. Yeah! Các bạn nhìn thấy không? Mặt trời lặn hoàn toàn. Thật là tuyệt vời quá đi, hạnh phúc vô cùng luôn. Các bạn có những trải nghiệm như này tuyệt vời lắm, thực sự rất là tuyệt vời luôn. Đón sunset cho chờ mặt trời đã lặn xuống, quá là tuyệt vời. Xung quanh ở dưới này là các bạn thấy không, cái cảnh của bản này, toàn bộ người dân bản sinh sống ở phía dưới. Chúng ta đang view toàn bộ bản từ trên cao.
và xung quanh là cả một cái dãy núi, gồm có dãy núi Hoàng Liên Sơn đấy, cả một cái dãy núi rừng chập trùng thu hết vào trong tầm mắt. Nếu mà vào mùa lúa chín thì còn đẹp nữa. Khung cảnh bình yên nó sẽ đặc biệt khi đi các vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc, thì các bạn sẽ thấy được là cái sự bình yên như thế nào, và nhất là cái tầm buổi chiều khi mặt trời lặn xuống đẹp lắm, bình yên lắm. Toàn bộ dân bản sinh sống ở phía dưới, có những cái cột khói nó từ các cái nóc nhà đưa lên nữa. Trai và cô gái sẽ gửi tới các anh chị một tiết mục mang tên Lên Nương để quý anh chị ở đây nếu mà cảm thấy enjoy thì có thể ở lại đây làm nương cùng với các bạn chàng trai và các cô gái của bản Sinh Suối Hồ ạ. Vâng, xin mời các chàng trai và cô gái lên sân khấu ạ.
xin chào tất cả các bạn tham gia các cộng đồng mạng xã hội trên toàn đất nước Việt Nam và các bạn bè quốc tế. Welcome các bạn đã đến với cả bản Xin Suối Hồ. Cá nhân tôi thì đây là một quê hương thứ hai tôi rất là yêu. Và hôm nay các bạn xem các đoạn clip mà sẽ được phát rất là rộng và chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy cùng like, share để cho hỗ trợ cho người dân bản, để các người dân ở trên này có thêm các nguồn thu từ du lịch. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là toàn bộ đội văn nghệ của bản Xin Suối Hồ và mục sư của bản Xin Suối Hồ. Chúng tôi sẽ hỏi mục sư một chút để mục sư giới thiệu về đội văn nghệ này. Xin mục sư giới thiệu đôi chút về bản đội văn nghệ của mình. Vâng, đây tất cả anh em đây, đây là đội văn nghệ của bản Xin Suối Hồ. Thực ra thì tất cả các bạn ở đây thì các bạn này không chuyên, nhưng các bạn đang rất là mê về cái nét văn hóa, cho nên là các bạn ở đây mặc dù hát không hay, múa không dẻo, nhưng các bạn ở đây sẽ phục vụ, nếu quý khách tới đây thì các bạn sẽ phục vụ bằng cái tình yêu thương của các bạn đối với lại tất cả quý khách, tức là đến đây thì đó là một cái điều mà các bạn phục vụ quý khách bằng cái tâm, bằng cái tình yêu thương của các bạn ở đây, cho nên là các bạn đây rất là say sưa và cũng rất là mê về văn hóa văn nghệ, đặc biệt là những cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông ở đây. Mục sư ơi, mục sư có thể giới thiệu một chút tôi là tên của mục sư với lại trên mình là theo đạo như thế nào mà lại gọi là mục sư á? Thế cho nên là khác với các cái nơi khác một chút thì mục sư cho cộng đồng biết một chút. Vâng, họ và tên tôi là Hạng A Sà. Tôi sinh năm 1975, là tôi sinh ra và lớn lên trong bản Xin Suối ở đây. Thì bản Xin Suối ở đây thì chiếm tới khoảng 90% là theo đạo Tin Lành, theo đạo Tin Lành. Thì tôi là mục sư, có nghĩa là mục sư là những người trang bày, là những người hướng dẫn, những người tức là chia sẻ những cái tình yêu thương, những cái kỹ năng rồi tình yêu thương của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người để biết và tất cả mọi người có thể làm theo những cái điều đó. Cho nên là ở trong bảng Xin Suối Hồ này, đặc biệt là tất cả những cái tệ nạn xã hội rồi an ninh trật tự là tuyệt đối ở trong bảng này không có bất cứ những cái tệ nạn xã hội rồi an ninh trật tự không xảy ra ở trong bảng này. Thì ở trong bảng này là như tôi vừa nói là chiếm tới 90% là theo đạo Tin Lành. Xin cảm ơn mục sư. Một điều tiếp theo, hôm nay tôi đã đi dự đám cưới từ tối hôm qua rồi để nhân chứng và chứng minh cho mọi người thấy rằng là như lời mục sư nói, đây là đội văn nghệ cực kỳ là bán chuyên nghiệp luôn, nhưng mà các bạn biểu diễn thì toàn bằng tình yêu với nghệ thuật. Đây, bên cạnh tôi đây là một bạn bếp trưởng đúng không? Đấy, em giới thiệu một chút em tên là gì và em làm bếp được bao nhiêu lâu rồi? Vâng, xin chào mọi người, em tên là Hòa. Họ tên đầy đủ của em là Vàng A Hòa. Em sinh năm 94, năm nay thì gần 28 tuổi. Và em làm bếp từ năm 2016 cho đến nay là được gần 6 năm. Hôm nay tôi đi lên thác Trái Tim nhá, thì tôi lại gặp một bạn đi lấy chuối về để nuôi lợn. Bạn ấy vác khoảng 40kg cây chuối ấy, đúng không? Em tên là gì nhỉ? Xin giới thiệu, mình tên là Sông A Phùa đi ạ. Thế tham gia đội văn nghệ được bao nhiêu lâu rồi? Cũng cách đây hơn chục năm rồi. Wow, mà lại còn thổi sáo rất là hay nữa đúng không? Thế mà bây giờ mình hỏi hai bạn nữ nhá. Em ơi, cho anh xuống đây anh hỏi nhờ em một tí nhở. Cho anh, em tên là gì và em đang làm công việc gì? Xin giới thiệu với mọi người, em tên là Hằng Thị Dở. Bây giờ em đang làm nghề may thổ cẩm ạ. Em tham gia đội văn nghệ được bao nhiêu lâu rồi? Em tham gia được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi đúng không? Em ơi, người dẫn chương trình ơi, em giới thiệu với em một tí rồi em nói xem đội văn nghệ sao lại chọn em làm dẫn chương trình nữa nhỉ? Đây, em xin giới thiệu là em tên là Hằng Thị Sú và tại sao mọi người lại chọn em dẫn chương trình thì em cũng không biết nữa, nhưng mà chắc là em sẽ nói tiếng Kinh sõi hơn một chút so với các bạn, nên là các bạn chọn em làm dẫn chương trình. Dạ. Thế cho anh hỏi thêm, có hai bạn nữ mà hình như là các bạn làm bếp ấy. Nhờ bạn nào làm bếp ở bên cạnh nhỉ? Để cho anh đi lên đằng trước một chút xem nào. Đây, cho anh hỏi hai bạn này luôn. Đây, một bạn trả lời xem là bạn này làm bếp à? Em đi. Các bạn đang còn đang ngại ngùng cái này. Các bạn nào cũng được.
em đi. Em tên là gì mà em làm biết được như nào? Em xin giới thiệu với mọi người, em tên là Thảo Tiểu Ganh và em cũng học bếp từ 2016 và năm nay thì cũng được gần 6 năm cho năm nay. Wow. Chúng ta hãy cùng nhau hô một câu thật to là hãy đến xin suối hồ nhé. Bao giờ anh hô thì tất cả chúng ta cùng để em đứng lên đây cùng với mục sư để chúng ta sẽ hô một câu hoặc là xin suối hồ welcome nhé. Welcome to xin suối hồ nào. 1, 2, 3. Welcome to xin suối hồ. Yeah. Xin cảm ơn tất cả mọi người.